Thông tin mới nhất về diễn biến vụ bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong. Ngày 10 tháng 1, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều thêm thiết bị, gấp rút thực hiện các công việc trong phương án được cho là khả thi để có thể đưa thi thể nạn nhân lên lo hậu sự. Tính đến ngày 10 tháng 1, cuộc cứu hộ giải cứu bé trai Hạo Nam ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông tử vong đã tròn 10 ngày, nhưng vẫn phải tiếp tục do chưa đạt kết quả như mong muốn. Lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận, đưa thi thể bé Hạo Nam lên thời điểm có thể đưa trụ bê tông có thi thể bé Hạo Nam bên trong lên trên mặt đất, dự tính sau đây nhiều ngày nữa. Trong ngày, tổ điều hành cứu nạn cứu hộ đã đưa đến hiện trường các thiết bị máy móc như gầu cạp đất, cầu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 đến 1 m, ống vách đường kính 1 m và 2 m. Sáng mùng 10 tháng 1, ông Lê Hoàng Bảo, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, tổ trưởng tổ điều hành cứu nạn cứu hộ tại công trình cầu kênh Rọc Sen, cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến công tác cứu hộ. Về tiến độ cứu hộ, cơ quan chức năng cho biết đã đóng xong khung vây ván thép vòng ngoài để giữ ổn định cho thiết bị thi công. Hiện đội thi công đã lắp xong 2 trên 5 tầng khung trống, đồng thời đào đất được một phía vách. Trước đó chiều mùng 9 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Nói về khó khăn đang cản trở việc cứu hộ, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn bé Hậu Nam đã làm việc xuyên đêm nhiều ngày qua, nhưng do địa chất nơi công trình có tầng đất sét cứng, cọc đóng sâu 35 mét, đồng thời hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng, nên việc di chuyển máy móc có công suất lớn đến hiện trường vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông gặp nhiều khó khăn. Như báo Sức khỏe và đời sống đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét. Theo cơ quan chức năng, việc giải cứu bé trai Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông gặp khó khăn do miệng trụ bê tông quá nhỏ, chỉ 25 cm. Nhân viên cứu nạn không thể thả dây để leo xuống, đồng thời việc mở rộng hố mất nhiều thời gian, gây khó khăn cho việc giải cứu nạn nhân. Tối mùng 4 tháng 1, sau hơn 4 ngày thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.